Chào mừng các bạn đến với Bếp Toàn Phát. Hôm nay Thanh Kỷ sẽ lại hướng dẫn các bạn một món cực kỳ đơn giản nhưng tính ứng dụng rất là cao và nó cũng đôi khi nó cũng rất là khó nha. Đó là món trứng ốp la. Đầu tiên các bạn có một quả trứng. Cái việc đầu tiên các bạn thường làm sẽ là bật bếp lên, đổ dầu vô, xong bỏ cái trứng vô trong chảo, đập cái trứng để vô trong chảo. Nhưng mà như vậy thì đôi khi mình hay có cả cái vỏ trứng lẫn ở trong cái trứng ốp la của mình, rồi cái trứng của mình bị bể, bị vỡ lòng đỏ, vân vân. Mình sử dụng một cái phương pháp nhẹ nhàng hơn, đó là mình sử dụng một cái cúp, một cái ca hoặc là một cái chén. Mình sẽ đập cái trứng này vô cái chén, được không? Mình không đập trực tiếp nữa nha các bạn. Đập cái trứng này vô trong cái cúp. Cái trứng của mình vẫn còn nguyên, không bể nè. Bây giờ mình bật bếp lên để cho chảo nóng ha. Bật bếp lên để cho chảo nóng và mình cho vô chảo một ít dầu ăn. Bây giờ chảo một ít dầu ăn, ít thôi nha các bạn, đừng nhiều quá, chút xíu nữa thiếu thì mình bổ sung thêm. Rồi chưa, chảo nóng, dầu nó loãng ra, mình cảm thấy có hơi có khói bốc lên chút xíu, mình hạ lửa nhỏ nhỏ xuống, mình đổ cái trứng vào. Các bạn phải có kỹ thuật đổ chút xíu ha, tức là mình đổ chậm chậm thôi, đổ chậm chậm thôi để cho cái lòng trắng nó chảy xuống trước nè, nó chín trước nè. Sau đó bắt đầu mình đổ lòng đỏ lên. Rồi như vậy thì lòng đỏ nó sẽ nằm ở trên lòng trắng. Chút xíu nữa mình lấy cái cây mình đỡ nó, mình đảo nó thì kiểu gì cái lòng đỏ nó cũng sẽ không bị vỡ nếu như bạn chiên trứng ốp la sống. Trứng của mình rất là tròn và đẹp, các bạn thấy không? Cái lòng đỏ nó nằm ở phía giữa ha. Lúc này mà mình thấy nó thiếu dầu á, mình bổ sung cho nó một miếng dầu cũng được nè. Đó. Rồi, bạn nào thích ăn trứng sống để chấm bánh mì, chấm khoai tây, như vậy là ok rồi ha. Tắt bếp, nó vẫn giữ được lòng đào trắng. Mình lấy nó ra một cách rất là nhẹ nhàng. Các bạn nhìn mình lắc cái chảo mà cái trứng chạy lên chạy xuống, nó không có dính chảo nha. Nếu các bạn yêu thích những video về nấu ăn của kênh Toàn Phát, hãy like và subscribe kênh để được theo dõi những video mới nhất tiếp theo. Tôi là Thanh Kỷ, xin chào và tạm biệt.